Trong tất cả em quay trở lại với kênh của mình và mình là Myho Gamer. Thì trong phiên bản test server ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái hangar thực kỳ là tuyệt vời và cực kỳ là vui nhộn khi chúng ta có 5 con vịt ở đây. Mình không hiểu là tại sao họ lại ra 5 con vịt ở trong một cái bản test server như thế này, và họ sẽ nói rằng đây sẽ là một cái hangar mới trong cái một chế độ mới trong cái bản cập nhật tiếp theo, đó chính là Big Crush. Ok, thì 5 con vịt ở đây, đầu tiên mình sẽ có một cái con gọi là Abomination, thưa anh em. Và con này nó dịch sang tiếng Việt đó chính là sự ghê tởm, sự kinh tởm. Thì 5 con này sẽ là 5 con có những cái khả năng đặc biệt tiếp theo, có những cái khả năng đặc biệt đã cũ rồi ở trong cái phiên bản hiện tại. Và 5 con vịt này sẽ 5 con gia súc được cho vào đây. Mình không hiểu là họ hết ý tưởng hay là họ như thế nào đấy, nhưng mà họ lại cho cả vịt trong này thì anh em cũng đủ rồi nhìn rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có là quack shot, có nghĩa là tiếng của quack quack mà con vịt hay kêu. Tiếp theo là chúng ta sẽ có gosling, đó chính là một con ngỗng con hay là một con ngỗng non, thưa các bạn. Và mình sẽ trang bị cho nó là cái module last stand ở đây nhá, mình quên chưa chỉnh lại cho anh em. Bây giờ mình sẽ setup lại một cách thật là tuyệt vời và mình sẽ trang bị cho nó là cái module hồi máu. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con đó chính là pecker. Thì đây là một con chim gõ hay là con chim chim hay mỏ chim gõ, và nó còn một cái nghĩa nữa, nhưng mà cái nghĩa này là nghĩa hơi tế nhị, mình không tiện nói ở đây, anh em có thể tự tìm hiểu nhá. Cuối cùng là chúng ta sẽ có là bomber malot, thì con này có nghĩa là vịt trời đánh bom. Nếu như dịch riêng ra thì malot có nghĩa là vịt trời, thịt vịt trời, và bomber malot theo nghĩa của mình thì có nghĩa là vịt trời đánh bom. Ok, chúng ta sẽ đi vào một vài cái trận đấu chiếm cứ ở đây, và các bạn có thể thấy được rằng cái thời gian chờ trung bình của nó khá là lâu. Vì vậy cho nên là nếu như anh em thì thấy được sự ích trong video này thì có thể để lại một like, cũng như là các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy cân nhắc đăng ký để luôn cập nhật những video mới nhất khi mình đăng tải lên nhá. Và 5 cái con này sẽ là một cái hangar riêng ở trong phiên bản trong một cái phiên bản nó gọi là chế độ Beacon Rush. Nó giống như Beacon Rush, nhưng cái chữ Beacon ấy là cái chữ C, nó sẽ chuyển thành cái chữ K, và nó sẽ có toàn bộ 5 con vịt này với đầy đủ sắc màu đen, vàng, đỏ, xanh, hai xanh. Ok, và chúng ta sẽ có một cái trận đấu ở map này gọi là map Powerland là đúng rồi. Mình sẽ setup một chút và mình sẽ sử dụng Power Malot nhá. Con này nó giống như Hellburner, nó sẽ nổ và nổ trong vòng 5 giây. Nó sẽ kích hoạt nổ và nó sẽ tăng tốc chạy. Và đây mình sẽ sử dụng luôn cho anh em xem. Đó, anh em thấy chưa? Nổ rất hay. Và cái cách đặt vị trí của 5 con này nó cực kỳ là tuyệt vời. Ví dụ như là cái con gì tí nữa này, nó sẽ có một cái Thunder ở giữa mỏ. Con mình nhớ là xem. À, con Abomination, hay như là con này là con Pecker, con cái con màu vàng gọi là con Pecker, nó sẽ con này là con bomber malot, thì nó sẽ có cái khiên, nó sẽ có cái hộp anso ở ngay trên lưng, nhìn rất là dị. Và mình đã nhìn thấy một bạn vịt đỏ, thực ra mình cũng chưa quen tên lắm, mình sẽ gọi là đỏ xanh đen vàng cho anh em dễ nhớ nhá. Bạn này sẽ có cái khả năng là dash hai lần đúng rồi, giống như team dash, và mình sẽ cố gắng đuổi này, giết một bạn và sau đó thì last stand được bật, và sau đó thì mình sẽ cố gắng bạn này đã chạy xa khỏi mình, bạn là gosling. Và gosling dịch theo tiếng Việt có nghĩa là ngỗng con, ngỗng non, và nó có cái khả năng đặc biệt đó chính là khả năng glide. Nó giống như hover, nó sẽ nhảy lên trên không trung và nó sẽ bay lên trên không trung lơ lửng nha anh em nhé. Và mình không hiểu là cái hình như là khẩu Calamity họ setup ở trên cái miệng của con ngỗng, và rồi mình không nhìn thấy cái Calamity đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ có 3 cái vũ khí nha, 2 skirt và 1 Calamity, giết một mạng và sau đó thì mình sẽ nhảy lên, mình sẽ bay lên, và sau đó thì cấu diện bọn này cực kỳ mạnh, vừa do rằng chúng ta có một cái khẩu vũ khí còn nó rất là sung, rất là mạnh anh em ơi. Ok, mình sẽ đi xuống một chút này, và đột nhiên màu của con này nó đã đổi, nó đang mịn hơn, và sau đó thì mình sẽ đợi cho khẩu ba khẩu vũ khí hồi quang điện được reload. Thôi không kịp, mình lại nhảy lên nhưng không sao. Chúng ta sẽ cố gắng giết những bomber malot nhé, tại vì những con này nó khá nguy hiểm, nó thì kích hoạt khả năng đặc biệt và sau đó thì đi nổ khắp mọi nơi, everywhere trên cái bản đồ này.
cho nên chúng ta sẽ cần tiêu diệt nó. Và chúng ta gặp một con vịt xanh có khả năng jump, nó giống như Griffin nhưng mà không phải là không phải là Raven anh em nhá, nó chỉ có một đơn vị để nhảy thôi, và mình sẽ cố gắng nhảy thật sao, nhảy thật cao thật xa để có thể né được hầu hết những cái viên đạn từ hai khẩu Orcan của bạn này. Rồi mình sẽ có khi là mình sẽ đánh vào nha. Mình sẽ đánh vào, thôi không kịp, không được. Có một bạn Colis cũng đang chuẩn bị đi đến, và mình sẽ có khi mình phải rút lui trận này để mình tìm xem là có cái chỗ nào không nhá. Đây. Rồi có một cái cột ở phía này, cho nên là mình nếu mà có gì nguy hiểm thì mình sẽ bắn nha. Ôi giời, từ đau quá. Bạn này đang chuẩn bị tấn công mình này. Ok. Kích hoạt module hồi máu và sau đó thì cùng có giờ bạn này, và may quá bạn này không nhìn thấy mình và chết ngay trên lơ lửng ngay trên không. Khá là buồn cười với cái chế độ này. Và cái bản test server là nó chỉ có một ngày duy nhất thôi, nếu anh em nào mà muốn test thì mình sẽ để link ở phía phần mô tả cũng như là phía phần phần comment để cho anh em biết, để có thể vào tải về và test nhá. Ok, nó chỉ có một ngày duy nhất thôi để cho anh em test. Rồi mình sẽ cố gắng reload và sau đó thì bắn trả lại bản này. Do mình có cái lợi thế chính là mình có thể nấp được sau cái này và ăn double kill dễ dàng, và sau đó thì lại bị giết bởi một bạn Colis khác. Cực kỳ hài. Và mình sẽ sử dụng Abomination, đúng rồi. Cái tên nó hơi dài một chút và mình cũng chưa thể làm quen luôn được. Và cái con này nó có mang cái hình dạng là một con vịt màu đen, và nó có cái chân không phải là hai cái chân của con vịt mà nó là chân của Raker. Và đúng như với cái khả năng đặc biệt của nó có thể đàn áp kẻ thù dựa vào việc là giảm 75% sát thương của đối thủ. Mình cũng không rõ là giảm bao nhiêu, nhưng mà theo mình thì Raker nó có thể giảm 75, cho nên chắc suy ra con này có thể giảm 75 thôi. Và do là Raker nó có màu đen cho nên là người ta cũng để cho con này có cái màu đen luôn. Và trong phiên bản test server tuần này nó sẽ có mấy cái thay đổi nữa cơ, không phải là mỗi robot mới và Ragnarok mới hay là bọn vịt mới đâu, mà nó có thêm mấy cái biểu tượng. Nếu như em để ý kỹ thì ở phía bên góc trái màn hình họ sẽ làm mới cái biểu tượng, ví dụ như là đàn áp, khóa chân, hay là hút, hay là cấu ăn mòn nó chẳng hạn, hay là ở phía bên tay phải của chúng ta nó sẽ có một cái biểu tượng của kẻ thù, trạng thái của kẻ thù đang là như thế nào. Đây, ví dụ một tên này đang bị đàn áp sát thương, ở phía bên góc phải nó có hiện nha anh em ơi. Và bây giờ mình sẽ cố gắng đi sang phía bên trái để giết nốt bạn vịt đỏ này, tại vì lúc ấy bạn ấy dash qua dash lại rất nhiều lần và mình rất khó chịu. Và Abomination thì của chúng ta sẽ có một cái cách setup nó chẳng ra làm sao cả anh em ạ. Khi chúng ta được setup pin, và chúng ta được 2 pin và 1 flux, nó khá là dị và mình thấy nó chẳng có sự liên quan gì với nhau cả. Và ok, chúng ta sẽ cố gắng giết bạn này nha, nó khá khó chịu. Và ok, kill dựa vào pin. Có khi là trận đấu cũng đã kết thúc, và coi như là chúng ta đã hoàn thành xong một trận đấu. Mình thấy cái chế độ này cực kỳ tuyệt vời, nó được mang lại chúng ta rất nhiều cảm xúc. Nhưng mà mình không hiểu được tại sao họ lại cho một con vịt này vào. Có thể là họ hết ý tưởng, không phải, họ có thể là họ làm muốn làm mới cái trò chơi của họ lên, khi mà hiện tại thì cũng có mấy trò cũng đang cạnh tranh với Guru Boss như thế này. Đây, hơn 1 triệu đam đứng đầu bảng xếp hạng, và mình sẽ cho các bạn xem vịt đỏ, vịt xanh, vịt đen, vịt vàng, rất nhiều loại vịt, và mỗi vịt thì có cái cơ chế khác nhau và có cái hình dạng khác nhau và cái cách có cái cách đặt đồ khác nhau. Chúng ta sẽ cùng qua một trận đấu chiếm cứ khác nhé, và để chúng ta sẽ xem rằng là nó, chúng ta chơi thêm một trận đấu nữa để cho các bạn thấy được rằng cái những con vịt này nó có thể làm gì trên chiến trường, và nó cực kỳ là vui anh em ơi. Các bạn có thể thấy được rằng ở mình sẽ sử dụng con vịt đỏ, nó sẽ khả năng dash và 2 taran nhá. Các bạn có thể thấy được rằng là ở phần đít của con vịt đỏ này nó sẽ có 2 cái tên lửa. Nó sẽ có 2 tên lửa nếu các bạn sử dụng 2 lần, và nó phóng ra nhìn rất là dị đấy, các bạn thấy chưa? Rất là dị luôn. Và ok, mình đang bị tấn công từ rất nhiều hướng, và mình sẽ đi vòng xuống dưới nhá để có thể né được sát thương của những người này, và sau đó thì chiếm luôn cái cột này nhá. Chiếm luôn cái cột C này thì phải. Và sau đó thì bắn Taran vào người của những kẻ này. Và không ổn rồi, mình đã gặp một kẻ thù sử dụng vũ khí nổ trong một phạm vi bắn kính nó cũng không quá rộng, nhưng mà ok, chết rồi nha. Và ok, bạn này bắn không nhìn thấy mình, cho nên mình sẽ tận dụng luôn cơ hội này để giết nha. Glide cũng không thể làm được gì đâu, tại vì
không làm điều gì được. Ok, bạn vẫn chưa nhìn gì. Ok. Và ok, kill rất dễ dàng anh em ơi. Và sau đó thì nhảy ngược lại và bài bắn glide qua đầu, cho nên là mình sẽ bị mất cái mục tiêu và sau thì mình phải lock on lại. Ok, rất rồi, mình phải reload 5 giây và mình sẽ sử dụng cái khả năng dash để làm cho đấy mất cái khóa chặn và làm cho bạn ấy phải mất thêm 3 giây nữa để có thể nhìn tìm thấy mình nha. Mình sẽ dash thêm một lần nữa và ok, double kill rất dễ dàng khi mà anh em đối mặt với những khẩu như là Spark, Skirt hay là Calamity. Anh em phải có những cái chiến thuật chiến đấu cụ thể như vậy nha, để có thể né là sát thương ở cái khoảng cách là cận chiến. Rồi, giải quyết thêm một bạn là như là Calamity là sử dụng nói như tên nó là Golis và mình cũng không nhớ tên lắm. Và chúng ta có một cái con vịt xanh lá cây, chính xác là xanh lá cây, và mình sẽ chuyển mắt sang bạn này. Bạn này là Abomination nha, và mình sẽ dash qua, tại vì nếu như chúng ta dính phải cái nhìn thoáng qua, nó gọi là glance của Abomination, thì chúng ta sẽ bị đàn áp 75% sát thương nhận vào. Và sau thì mình không thích điều đó chút nào cả, tại vì mỗi khi như vậy thì mình cảm thấy rằng cái lực sát thương của mình gây ra nó không quá lớn và từ đó chúng ta sẽ bị nhụt chí thế anh em. Ok, mình bị tấn công từ rất nhiều hướng, từ một phía của bạn này, và mình sẽ cố gắng cấu rỉa cực kỳ là nhiều đam trước khi chúng ta chết ở trên cái vùng đất này. Và sau đó thì mình sẽ dash thêm một lần nữa, nhưng mà mình bị bắt vào một cái tường và sau đó thì chúng ta lại bị chết, và bạn vịt đỏ cũng chưa chết luôn. Mình sẽ sử dụng chính cái vũ khí mà bạn vịt xanh đã tấn công chúng ta để có thể sử dụng lại nhá. Được setup với hai khẩu organ và với khả năng jump cho phép chúng ta vượt địa hình cực kỳ tốt và có thể cấu rỉa một lượng máu cũng khá là ok. Mình sẽ sử dụng khả năng jump để vượt ngay cái bức tường này nhá, tại vì 2019 rồi anh em ạ. Những robot nào mà không có khả năng chạy trốn hay là không có khả năng cơ động thì robot đó sẽ không được đánh giá cao bởi một số những người chơi ở Liên Minh Vô Địch. Ok, và mình sẽ cố gắng qua bạn này để hỗ trợ team nhá, tại vì team mình đang tấn công lên mà team bạn đang phòng thủ cực kỳ gắt với Calamity Skirt. Rất may là bạn này không nhìn thấy mình và mình sẽ cố gắng nhảy lên không trung để bắn ra một số tia. Và rất may hơn nữa là bạn này đã bị khóa chân, cho nên chúng ta có thể tạo ra một số sát thương cực kỳ tốt trên người bạn này. Và ok, chúng ta sẽ cùng nhảy lên nhá để bắn trên. Các bạn nên bắn góc chéo trên không trung để làm cho chúng ta có thể trúng được một số tên lửa. Ok, mình bị khóa chân rồi mà mình đang bị đàn áp. Mình chưa bị khóa chân, mình chỉ bị đàn áp thôi và mình đang cố gắng giết bọn này. Nhưng mà sau khi mình nhận ra rằng cái khiên Anso của bạn Bomber Malot đang bảo vệ bạn vịt xanh, thì mình sẽ chuyển qua mục tiêu bên này và sau đó cố giành được double kill trước khi chết. Giành được không? Ok, kill. Chỉ là kill anh em mà, không phải double kill, mình nhầm. Rồi, cái gì đấy? Không sao, là team mình. Mình sẽ sử dụng, mình không hiểu sao là cứ đến lúc mình sử dụng con Golis này nó sẽ lại bị đổi màu, lúc thì màu rất mịn như mốc nhưng mà lúc thì màu của nó rất là ảm đạm thưa anh em. Sử dụng khả năng glide và sau đó thì nhảy lên trên nóc của cái map này và sau đó thì cấu rỉa bạn này, nhưng mà tiếc thay thì bạn ấy đã đi sâu bên trong cái phía dưới của cái chỗ này và sau đó thì ăn nổ của bạn Bomber Malot và cuối cùng die luôn. Cực kỳ hay đến từ phía của bạn Bomber Malot. Rồi, mình sẽ reload lại nhá và mình sẽ nhảy ngược lại ra đằng sau để không bị chịu bất kỳ một số sát thương nào, mặc dù là mình vẫn dính một chút. Và sau đó thì chúng ta sẽ cấu rỉa bạn này đến khi chết rồi thôi. Ok, và ở bên này có hai tên đang ra chiếm trụ của team chúng ta, vì cho nên là mình sẽ cố gắng qua đây để giúp cho team chúng ta nhá. Ok, tạo một số lượng đam cực kỳ tốt trên người của bạn này và reload lại, bay lên trên nóc nhưng mà không kịp, bạn này đã chết. Và sau đó thì mình sẽ reload lại nha, cố gắng bay vượt qua bức tường này và sau đó thì reload lại. Thời gian hồi trước chỉ có 5 giây và sau đó thì đứng ra thẳng hàng với bạn này để có thể chặn được một số sát thương từ phía của team chúng ta và sau đó thì giành được một kill. Tại vì nếu như chúng ta để cho bạn vịt đen đó giành được số kill, giành được KS được cái mạng thì mình không thích, vậy cho nên là mình sẽ sử dụng cái đòn như thế. Nó là xấu tính nhưng mà không sao, vì cái kết quả chúng ta mà chia bảy điểm số anh em ơi. Đấy, anh em thấy chưa, ăn được double kill phát là cái màu của con na này nó lại mịn luôn này anh em ơi, khó hiểu thật. Có thể là do đồ họa hay do những cái mạng hay là như thế nào đấy thì mình không rõ, nhưng mà ok, bật khả năng glide và sau đó thì cấu rỉa một chút thôi.
đây là một cái thời gian reload cực kỳ tệ, tại vì đây là cái khoảng cách khoảng cái khoảnh khắc mà chúng ta có thể hầu gần như có thể giết được bạn ấy rồi. Nhưng mà không sao, ăn triple kill trước bạn này nha, và sau đó thì mình sẽ giành được rampage, mình sẽ cố gắng rấp găm rampage. Hơi nguy hiểm, mình phải đứng lùi lại nhá, tại vì bạn này chẳng may nổ phát là chết mình luôn. Rồi reload lại cũng như là bắt cái cột mốc này, và sau đó thì chạy trốn khỏi bạn Bomberman Lodge này của chúng ta. Bạn ấy đang đi tiến đến gần lại, và mình sẽ bật khả năng glide để có thể chạy trốn xa nha. Mình sẽ có đi xa hơn nữa và tránh được hầu hết những cái loạt đạn từ vũ khí pin. Vũ khí pin hay vũ khí gì thì mình không rõ lắm, nhưng mà nói chung là bạn ấy đã chuyển hướng mục tiêu, không để ý đến mình nữa, và sau đó thì chúng ta có thể hoàn toàn cấu diểm một cách cực kỳ là mạnh thưa anh em. Rồi trận đấu đã gần như là kết thúc tại khi team bạn chỉ có 2 người, team mình có tận 6 người, đàn áp quá nhiều, và sau đó thì chúng ta sẽ cố gắng. Rồi, mặc dù không giết được bạn đấy, nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đó chính là tiêu diệt thêm một bạn nữa nhá. Và ok, do bạn này là bạn Dash, nhưng mà do cái vũ khí của mình nó không thể bị trượt mục tiêu, cho nên là chúng ta đã giành được một số lượng kill nữa. Ok, trận chiến kết thúc nha. Và đây, cái màu sơn nó lại bị như vậy, và mình cũng không hiểu tại sao là cái khẩu Calamity nó lại bị mất và nó chui vào trong mồm của con vịt xanh này. Rồi, chiến thắng nha. Và đó là tổng hợp tất cả những cái gì mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. 1 triệu bạc, và sau đó thì chúng ta sẽ có là 1 triệu 3 đam. Wow, một cái số nó không cao, nhưng mà nó được xếp ở vị trí top 1 trong cái trận đấu này các anh em. Rồi, và đó tổng hợp những cả những thông tin gì về 5 con vịt, 5 con gia súc khi mà Psonic họ đã thêm vào trong cái phần bản test server ngày hôm nay của chúng ta. Mình sẽ nói lại một lần nữa nhé, nếu anh em nào muốn trải nghiệm thì hãy đến ngay phần mô tả hoặc là đến ngay phần comment, mình sẽ để link cho anh em tải và test. Tạm biệt lại trong những video lần sau.